Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin tiếp tục chuỗi học lập trình sáng tạo game cùng YoungKid. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một trò chơi từ đầu đến cuối. Và trò chơi đầu tiên chúng ta sẽ làm trò chơi ăn bánh. Thì đây, trò chơi ăn bánh nó sẽ như thế này. Nó sẽ có nhân vật và nhân vật sẽ ăn cái bánh pizza này. Đồng thời nó sẽ có đếm thời gian đếm ngược nè, rồi có cả ghi điểm. Thì các bạn có thể follow theo, có thể theo dõi cái trình tự ở cái course này để làm cho nó từng bước từng bước. Ngoài ra thì các bạn có thể xem video mình làm từ đầu tới cuối. Nào, mình cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái dự án mới với tên là trò chơi ăn bánh. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo. Các bạn xem ở đây. Đầu tiên, ok, đầu tiên chúng ta sẽ cho cái màn hình của chúng ta là có màu xanh. Thì chúng ta sẽ vào cái khối lệnh screen, chọn cái set background color tool. Ở đây mình sẽ chọn cái màu xanh. Ok, đây các bạn thấy cái nền của mình đã chuyển sang màu xanh. Rồi, tiếp theo bạn xem hướng dẫn này. Ở đây mình sẽ khởi tạo cái đối tượng, mình sẽ khởi tạo các đối tượng của game. Thì mình sẽ vào set, mình sẽ cho một cái đối tượng này. Các bạn có thể vẽ, mình có thể tạo một cái bất kỳ. Ở đây không có cái mặt cười, vậy mình sẽ vẽ cái mặt cười. Ở đây mình sẽ bấm một cái hình tròn. Ok, mình sẽ tô cái hình tròn này. Rồi, mình sẽ dùng bút đen để làm mắt. Ok, mình tạo cơ bản này như vậy. Thì cái mình đã tạo xong cái đối tượng, mình đặt tên cho nó là mình để cherry cũng được, không sao. Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo một cái đối tượng khác. Thì ở bên đây mình sẽ cái đối tượng này mình sẽ gắn cho nó một cái chức năng, đó là mình sẽ điều khiển cái đối tượng người chơi này bằng các khối lệnh di chuyển. Đây mình sẽ đổi tên thành Cherry. Đó, thì bây giờ các bạn có thể di chuyển để di chuyển cái nút nhấn lên xuống và phải để di chuyển cái nhân vật của mình. Ok, tiếp theo tới bước thứ 5, mình sẽ tạo thêm một cái đối tượng thứ hai. Và cái đối tượng này là một cái bánh pizza, và cái thuộc tính của nó là thuộc tính thức ăn. Ok, mình sẽ vào sprite, set sprite. Mình sẽ lấy trong thư viện một cái bánh pizza. Ok, và mình set thuộc tính của nó là một cái thức ăn. Đặt tên cho nó là mới, một cái tên mới là pizza. Ok, pizza hay, mình đã set xong cái pizza cho nó. Tiếp theo mình sẽ dùng cái công cụ sprite để làm một cái thuộc tính mà khi hai cái đối tượng này chạm vào nhau á. Đây, hiện tại hai đối tượng này đang chạm vào nhau, thì mình sẽ làm cái thuộc tính là khi mà hai cái đối tượng này nó overlap với nhau á, nó chạm vào nhau á,
thì nó sẽ thực hiện một cái chức năng khác nào đó khác. Ví dụ như là đây, cái đối tượng thứ nhất player, còn bên đây là food. Ok, rồi khi cái đối tượng sprite này chạm với đối tượng food thì ở đây nó sẽ tăng điểm lên. Đây mình sẽ tăng cái điểm số lên, còn cái mình sẽ, ok ở đây mình sẽ cho tăng điểm số lên game. Khi mà hai cái nhân vật nó chạm vào nhau thì mình sẽ set cái điểm số đâu. Rồi. Before, à đây mình sẽ set before, mình sẽ cho cái điểm sẽ tăng lên 1 điểm. Đây hai đối tượng này đang chạm vào nhau nên điểm lúc nào nó cũng tăng, các bạn thấy không? Ok, rồi mình sẽ tiếp theo mình sẽ set cho cái đối tượng mình sẽ set cho cái đối tượng visa nó nằm ở một cái vị trí bất kỳ. Mình sẽ vào sprite này, position là mình sẽ chỉnh vị trí. Thì mình cho cái vị trí là cái đối tượng visa này nó sẽ nằm ở cái vị trí nào đó. Thì ở đây để mà lấy được cái random thì mình sẽ vào đây cái phần mask, mình chọn big random. Mask big random. Và mình muốn cái chiều x là cái chiều ngang và chiều y là chiều dọc, thì mình muốn cái bánh visa này nó sẽ chạy random trong cái khu vực màn hình này. Thì cái màn hình này thì nó có kích thước là như bên đây các bạn thấy, có kích thước chiều ngang 160 nhưng cho chiều rộng là 120. Như đây mình sẽ điền vô 160 120. Ok, rồi khi mà cái bánh pizza, cái con nhân vật này nó ăn cái bánh pizza thì nó đồng thời là nó sẽ khi sau khi ăn xong á thì cái mình sẽ cho countdown cái thời gian là bao nhiêu giây, thì cái khoảng thời gian này mình sẽ set up sau bao nhiêu giây nó sẽ phải ăn được cái con mặt cười này, nó phải ăn được cái bánh pizza, nếu không thì bạn sẽ thua. Đó, mình thử chơi thử cho các bạn xem. Đó, đồng hồ đang đếm ngược 10 giây nè. Đó, sau khi ha, các bạn thấy không, khi mà cái mặt cười này nó ăn cái bánh pizza thì ăn cái bánh pizza thì nó sẽ đếm ngược lại và nó sẽ bắt đầu nó bánh pizza ở vị trí mới. Rồi, như vậy là game của chúng ta đã thành công. Chúc các bạn thành công. Đây. Hết thời gian thì các bạn sẽ thua. Thank you.